Hello, xin chào các bác chị em ha. Nay em quay cho bác chị em tham khảo cái động cơ Isuzu 4G B1 của bác chị em. Con này thì đời nắp cò cam của bác chị em. Tình trạng máy khá mới luôn. Cái chát. Con này có hộp số luôn bác chị em. Về của bác chị em nào mà muốn xài nguyên hộp số á thì mua nguyên công lê xài luôn ha. Còn của bác chị em nào mà không cần hộp số thì bỏ hộp số lại. Máy quá đỉnh. Máy này em chỉ rửa sơ quá chị em, không có thời gian để trao chuốt cho nó kỹ lưỡng hơn. 4G B1 nha. Con này đề 12 đúng không em? Đề một bình. Rồi, đây luôn. Rồi, các bác chị em có nhu cầu sử dụng thêm hội mềm ha. Isuzu 4G B1. Em cảm ơn rất nhiều, xin chào. Hẹn gặp lại các bác chị em video tiếp theo.